Vâng, xin chào. Tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi nha. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em, tiếp tục giới thiệu cho anh em một con máy đánh bài. Review cho anh em đó là con máy đánh bài CVK 700, là một con máy đánh bài rất là hot trên thị trường hiện giờ ha. Và được hot đây á là nó về nó, tại vì là nó không phải ngẫu nhiên mà nó hot. Hot đây là về cái nó cả năng hỗ trợ cho anh em chơi nó rất là ok rồi, nên nó là được nhiều anh em tìm hiểu về con máy này ha. Đây là tôi nói luôn á, đây là cái dòng máy đánh bài CVK 700, đây là con máy đánh bài có cấu hình mạnh nhất và cao cấp nhất trên trường hiện giờ nha anh em, mạnh nhất và nó hỗ trợ cho anh em chơi hiệu quả nhất trong cái dòng máy đánh bài đó. Đây là tại vì nó được sản xuất bởi một cái hãng rất là có uy tín trên thị trường là cái hãng CVK này. Những nào anh em đã dùng máy đánh bài đã biết về cái hãng này rồi ha. Sản phẩm máy đánh bài CVK 700 này thì nó được thiết kế trên con iPhone 8 Plus nha. Nhìn nè, về anh em mình thấy không, về ngoại hình nó giống 100% so với nguyên bản của nhà Apple luôn, nên nó là anh em cầm đi chơi sẽ rất là ok đó. Anh em để thế này ai mà biết đây là con máy đánh bài đâu, nó là điện thoại đánh bài vậy thôi chứ cái này nó không khác gì điện thoại bình thường nha. Anh em có thể gắn sim vào đây này để thực hiện những cuộc gọi ngụy trang hoàn toàn y chang một chiếc điện thoại bình thường vào đó anh em. Thậm chí là anh em có thể lên mạng xem phim nghe nhạc, nó y chang một chiếc điện thoại bình thường. Cắm sạc cũng cắm sạc iPhone hết. Cái phụ kiện kèm theo con máy này, dòng máy đánh bài của cái hãng CVK luôn có là có một cái tai nghe có tần sóng nha nè. Là chỉ có những cái tai nghe nè, tai nghe thuộc số CVK 458 này, là chỉ có những cái tai nghe mà đã kết nối với lại con máy thì mới có thể nghe được tín hiệu thôi. Còn ngoài ra không có bất kỳ thiết bị nào có thể nghe lén được tín hiệu trong quá trình mình chơi á, sẽ được phát ra. Tất cả những âm thanh được phát ra từ con máy này trong quá trình mình chơi ấy, sẽ được truyền qua tai nghe siêu nhỏ, tai nghe tạo bé tí này ha. Đó, và đây sử dụng công nghệ khóa sóng nên đó là anh em hoàn toàn yên tâm về cái độ kín đáo của nó. Anh em sử dụng cái dòng tai nghe này cũng rất là ok, rất là tốt này, và cái khoảng cách kết nối của nó rất là xa, anh em đứng khoảng cách từ 5 tới 7 mét nghe vẫn rất là to rõ, nó không có bị ù hay bị rè như những cái dòng tai nghe rẻ tiền kia đâu. Đó, tiền nào của đó mà anh em. Đây là cái dòng máy đánh bài cái hãng cao cấp nên nó sẽ khác những cái dòng thường. Hơn nữa cái dòng máy này được bảo mật cực kỳ cao nha, là chỉ có những người có mật khẩu á, là mới đăng nhập vô cái phần máy đánh bài thôi, còn người không có mật khẩu thì cho dù có cầm lên cũng không có gì là bất thường ở đây hết. Cái chữ tiếng Trung Quốc này là cái miếng dán màn hình ở bên ngoài thôi nha anh em, không phải là cái bên trong đâu nè. Đây cái miếng dán màn hình thôi nè, những chữ này miếng dán màn hình đó, anh em mua thì lột ra thôi để bảo vệ màn hình đó mà. Đó, cái này rất là giống nha. Đó, chỉ có những người mật khẩu có mật khẩu á là mới đăng nhập vào thôi nè. Mật khẩu này thì khi nào anh em mua tôi sẽ đổi, nên đó là tôi sẽ phổ biến rộng rãi cho anh em. Còn khi nào mình mua thì tôi sẽ đổi lại cho anh em, là chỉ có mình anh em vào được, ngoài ra các tôi cũng không thể nào vào được. Cái độ bảo mật của cái gia hãng này rất là cao nên đó là anh em cứ yên tâm đi. Đó, tôi sẽ đổi lại và cái mã ngẫu nhiên nên đó là rất là khó để vào được, không thể vào được nha. Nhà máy này nó hỗ trợ cho anh em chơi rất là nhiều loại bài Việt Nam, bài liên này, bài cào, bài binh, sâm lốc, ngầu hầm, poker gì đó đều hỗ trợ hết cho anh em chơi rất là nhiều này, rất là nhiều loại bài nha. Đó, anh em theo mà lựa chọn để bắt cài vào trong máy nha. Đó, cả trăm loại bài khác nhau anh em theo mà lựa chọn để bắt cài vào trong máy. Nhưng mà tôi nói luôn là cái dòng máy này là cái dòng máy đánh bài cái hãng CVK, là nó chỉ hỗ trợ rất là nhiều trò, nhưng mà mình cài cho nó chạy xuyên suốt á là được 3 trò thôi nha anh em. 3 trò, 3 trò duy nhất ha, 3 trò là anh em cho nó chạy xuyên suốt nha. Còn nó hỗ trợ rất là nhiều trò. Giờ tôi sẽ test cho anh em thử. Anh em mua máy ở chỗ nào cũng vậy thôi, mua ở chỗ cái cơ sở của tôi hay là ở những cái cơ sở khác, đại lý khác cũng vậy. Vì đầu tiên thì tôi khuyên anh em là nên kiểm tra cái uy tín chỗ đại lý em mua như thế nào nha. Kiểm tra cái uy tín của nó, coi thử có làm ăn uy tín hay không, cơ sở có đổi chỗ này mai đổi chỗ kia hay không ha. Tiếp theo thì nên phải kiểm tra cái tốc độ của camera cái máy này, nó có phù hợp với chỗ em chơi hay không. Chỗ em chơi mà dễ thì sao cũng được, còn chỗ khó lớn thì đòi hỏi tốc độ phải nhanh á, thì phải trang bị cho mình một con máy đánh bài đẳng cấp như cái dòng máy đánh bài từ ít nhất là phải cỡ 600 độ lên thì mới hỗ trợ cho em chơi ok được. Mà cái theo cá nhân tôi thấy á, thì cái dòng máy đánh bài của cái hãng CVK thì nó rất là ổn định hơn rất là nhiều so với những cái dòng kia. Ví dụ như những anh em nào dùng cái dòng máy đây này đó, iPhone 7, iPhone 8 hay là iPhone X Max gì đó, thì anh em thấy để ý thấy là cái camera của nó không có được nhạy như dòng này đâu. Camera của cái dòng này rất là nhạy nên nó là cái bài nó cũ cũ tí vẫn đọc được, vẫn đọc bình thường nha,
không có giống như những cái dòng máy đánh bài tầm thấp hay là những cái phân khúc khác đâu. Bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tốc độ này. Bộ bài đây là tôi test bữa giờ chắc cả tuần hai tuần này đây này, thì tôi test cho anh em xem một chút nó có độ nhảy của nó này ha. Cái góc quét của cái này nó rất là rộng nên nó làm em chơi sẽ rất ok ha. Này để xuống này, để xuống đáy đi rất là nhanh này đó, góc quét rất là rộng nha. Bài đây cũng cũ rồi đó, mình đọc vẫn bình thường không vấn đề gì hết. Nên tôi để xuống là nó đọc để ngang vậy đi ạ, bình thường hết, bài nó xe tí và đọc được nè, nên thấy không đó, anh em thấy để thế nó rất là rộng này, để đây nó đọc, để đây nó đọc bình thường này 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 đó. Đó, rất là rộng nha. Nè, nên để xuống là đây cũng đọc này, để gần tí này đọc được này, để xa tí đọc được này đó, thoải mái luôn này, để ngang này thấy không, thậm chí là anh em cầm bài lên tay nó vẫn báo luôn này, cầm bàn tay báo luôn này, cho nên cái kết quả không? Cái chức năng này á thì khi nào anh em chơi trên cái bề mặt gồ ghề hay chơi trên nệm, trong những cái chuyến đi chơi xa không? Chơi trên nệm á, ví dụ như anh em đi nhà nghỉ mát hay gì đó, thường thường chơi trên nệm thôi chứ không có chơi dưới nền nhà, nên đó là anh em sử dụng cái chức năng này chơi vẫn rất ok, có khả năng cầm bàn tay báo luôn cho anh em biết kết quả chơi rất ok này. Nên để chúng ta báo rồi, để chúng ta báo nè đó, thấy không? Máy thì anh em có thể để ấp để ngửa bình thường, thậm chí là anh em có thể để ấp xuống đây nè và báo bình thường nha, để xuống này đó. Đây camera hai chiều nha đó, nên nó là đó, anh em để xuống báo, để xuống báo liền à ha, đó các bài báo luôn này đó, anh em thấy không, máy nó báo lên một chuyện, độ chuẩn xác hay không là một chuyện nữa, tôi phải chia thử cho anh em biết nè. Đây ví dụ như máy nó báo 3 là vị trí thứ 3 sẽ lớn nhất, tôi lấy cái chỗ mình nè ha, bà lớn nhất ha. Đó, chia lấy về chỗ mình, đây chia bình thường thôi, không có chia truyền, chia hạ, chia rút đít, chia đầu gì hết. Đó, mình chia máy thì cứ làm theo đúng sự chỉ dẫn của máy thì mình sẽ giành lợi thế hơn ha. Tụ thứ ba sẽ lớn nhất nè. Nhưng mà anh em lưu ý là dùng máy phải làm theo đúng sự chỉ dẫn của máy thì máy mới phát huy được hiệu quả nha. Là anh em chơi bao nhiêu người thì chia bao nhiêu tụ, và chơi loại bài nào thì chỉnh loại bài đó. Đó, thấy không, báo rất ok này ha. Đó, 8 nút sẽ lớn nhất. Còn trong quá trình mình chơi á, có người ra người vào thì mình có thể dùng phím tăng giảm âm lượng để tăng giảm số người chơi này. Tại vì đây là máy mới nguyên size hoàn toàn, nên đó là nó sẽ cho mình chơi thử thôi, không có chơi xuyên suốt như mình đã cài game vào ha. Anh em lưu ý khi mình chơi thì khi nào anh em mua máy tôi sẽ cài và anh em chạy chơi như này thoải mái luôn, nó không có bị error như vậy, nên là anh em cứ yên tâm nha. Tất cả những âm thanh được phát ra từ cái máy này trong quá trình mình chơi sẽ được truyền vào tai nghe siêu nhỏ, tai nghe hạt đậu bé tí như phần đầu tôi giới thiệu đó, còn cái màn hình đó thì trở về màn hình đen hết, màn hình đen như thế này nè, đó như vậy anh em để xuống này thì nó sẽ báo cho anh em biết kết quả, đó để xuống là báo cho anh em biết kết quả nè, đó thấy không, đó báo rất là nhanh, tăng tụ này nè, đó 6 này, đó để xuống này là báo này, các bài nào thấy không, đó nó báo cho anh em biết những cái thông số kết quả đó là do cái mẹ đó là do mình chơi ha. Là ví dụ đây là máy nó báo 5 là tùy theo cái chế độ mà anh em cài này. Vì cái thao tác sử dụng máy này rất là đơn giản thôi nha anh em, khi nào em có nhu cầu muốn mua hay là muốn sở hữu cái dòng máy đánh bài đẳng cấp như thế này thì cứ liên hệ theo số điện thoại này và ghé qua trực tiếp với cơ sở của tôi gần ở chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi sẽ hướng dẫn và cho anh em sử dụng trong vòng từ 5 tới 10 phút là anh em biết rồi, rất là dễ dàng. Tại vì đây là cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nên nó là anh em chơi sẽ rất là dễ dàng, tốc độ nó nhanh và cái góc quét nó rộng nên chơi rất ok đó, rất là dễ dàng nè. Máy này có trang bị cho anh em chơi rất là nhiều mã, nhiều cái mã chơi để anh em áp dụng như sân chơi. Ví dụ như những chỗ dễ thì anh em có thể sử dụng chức năng bỏ lá bán cái, ví dụ như là những chỗ khó hơn không cho anh em bỏ lá, không cho anh em bán cái thì anh em có thể dùng chức năng là báo lơ lộ để mình chơi, nên đó là anh em không phải lang thang đâu. Giờ tôi sẽ thử qua chế độ báo hai tụ lớn cho anh em xem nè, để xuống nè, các bài nè, đó nè, đó rất là nhanh, các bài là báo liền nè, anh em thấy nè, này để xuống các là bài, các bài báo liền nè, thấy không, anh em thấy không, một lớn nhất và ba lớn gì à, một lớn nhất và ba lớn gì để anh em để ý máy đánh bài, bài là báo nè, các bài báo liền nè, đó đó, bốn lớn nhất và ba lớn gì nè, chia thử cho anh em xem nè, bốn lớn nhất và ba lớn gì nha, đó đã rất ok này, bốn lớn nhất nè, ba lớn gì không, đó em thấy không, bốn lớn nhất và ba lớn gì nè, đó là cái này là gọi là chế độ bán hai tụ lớn để mình chơi để thấy được mình, ví dụ như chỗ dễ thì có thể bán cái,
hay là bỏ lá gì cũng được. Hay là mình có thể kết hợp thì chế độ bán nhà lớn và chế độ bỏ lá luôn nha. Đối với em này, các bài này nè, đó các bài này đó, em nghe không? Để thứ này các bài này, đây là chế độ tôi thử thôi, thử khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Đây để xuống này các bài này, em nghe không? Đó anh em, cái là cái đúng sự dẫn của máy thì mình sẽ giành lợi thế ha. Để xuống này các bài, tốc độ rất là nhanh, anh em chơi rất ok. Nó thử thì em tìm ván thì có độ chuẩn xác không anh này, 4 thứ nhất và 3 thứ nhì nha. 4 thứ nhất này và 3 thứ nhì, nhưng mà báo rất ok nha anh em. Thấy không? 99. Đây là cái bộ môn bài cào rất là đơn giản rồi. Đây là cái dòng máy đánh bài rất là đẳng cấp, nên nó sẽ hỗ trợ cho anh em chơi những cái sòng sới khó, sòng sới lớn. Đây, ví dụ như là anh em chơi bộ môn bài binh Ấn Độ, chơi 8 tụ, hay là chơi cái bộ môn bài binh sập sám, chơi vẫn bình thường hết cái dòng máy này, chơi rất là dễ dàng. Ví dụ như anh em chơi bộ môn bài binh sập sám á, là những anh em nào mà chơi đã chơi rồi đã biết những cái dòng máy đánh bài tầm thấp rất là vất vả để chơi. Làm bài xong để xuống cái tay con nó cắt ra, cắt ra thì nó thiếu bài nó báo được đúng không? Anh em muốn báo được và để bài lại và chặt lại này thì mình mới báo. Cái thao tác như vậy thì nó bị thừa và nó dễ lộ lắm. Đó, chính vì vậy cái nhà sản xuất CVK này, cái hãng điện thoại CVK này nó nâng cấp lên cho anh em thì ở cái phần mềm và cái phần cứng, cái phần camera rất là nhạy rồi. Còn cái phần mềm thì nó sẽ trang bị cho anh em về khả năng cắt thiếu bài, anh em cắt cái là nó báo liền cho anh em biết kết quả. Đó, để tôi thử cho anh em luôn này, dòng máy này anh ba này chơi hỗ trợ cho anh em chơi cái bộ môn bài binh sập sám chơi rất là dễ dàng. Nó thử cho anh em nha. Anh em chỉ cần để bài xuống, cắt bài ra báo liền cho anh em biết kết quả. Để xuống này, cắt bài ra này, nó báo liền cho anh em biết kết quả, không cần phải chặt bài lại, thấy không? Nó chơi rất ok. Nào, để xuống này, cắt bài ra cho anh em biết kết quả. Đây, để xuống này, ha, đó, em thấy không? Báo rất ok đúng không? Nhưng mà tôi nói luôn là cái bộ môn bài binh sập sám á thì máy nó chỉ hỗ trợ nó báo cho anh em biết tụ nào lớn nhất còn thắng hay thua là do cái đường binh của anh em nữa, nhưng mà máy nó báo rất là chuẩn, anh em cứ yên tâm. Ví dụ như đây là ván ở đây là nó báo tụ thứ ba lớn nhất thì chắc chắn cái tụ thứ ba sẽ là bài đẹp nhất nè. Những trường hợp bãi binh mẫu bãi binh á, thùng phá sản 6 đôi gì đó là nó vẫn tính và báo hết cho anh em, nên là anh em cứ yên tâm đi, máy nó báo tụ nào lớn thì chắc chắn cái tụ nó sẽ lớn nhất. Đây, chắc chắn cái tụ nó sẽ lớn nhất này. Thứ quý thùng phá sẵn là ba cái thùng, ba cái sẵn gì đó, nó vẫn tính nó báo hết cho anh em. Tụ ra chắc chắn sẽ lớn nhất này. Có cái gì đây? Cù sẵn hả? Mà em thấy mấy đẹp không? Cù sẵn nắp đậy đó, cù sẵn nắp đậy đúng không? À, rồi tôi dẫn các tụ khác cho anh em xem nè. Đây, thùng hai đôi. Tôi dở hết cái tủ khác cho anh em xem nha.
Cù tàng hình hả? Rồi, từ cuối cùng này. Tất nhiên là cái bộ môn bài binh này á thì nó có rất nhiều đường binh, tôi binh tương đối nha. Còn trong quá trình mình chơi có những cái nước mà tự anh em có thể binh được. Mỗi người có một cách đánh khác nhau mà. Này hai cái thùng. À, anh em thấy này, báo tụ lên sẽ lớn nhất nè, anh em thấy không? Rất là ok nha anh em. Rất là chuẩn xác. Này, quay gần cho anh em thấy nè. Rồi. Hỗ trợ rất là ok đúng không? Rồi, anh em là có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một cái máy đánh bài đẳng cấp có, trung cấp đều có hay là những cái loại tầm thấp đều có, bên cơ sở tôi có bán hết nha. Nếu cần cái gì còn liên hệ trực tiếp theo số điện thoại và ghé qua trực tiếp cơ sở thì tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn thêm cho anh em nha. Với cơ sở tôi là cung cấp đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa cho tới những cái bản hack game và cung cấp quy luật game di động là đều có hết nha. Anh em cần cái gì cần liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em. Đây, máy đánh bài, phụ kiện máy đánh bài, tai nghe và pin tai nghe đầy đủ hết cho anh em đó. Và những loại pin máy đều có hết nha, máy bài CVK 350, 360, CVK 500 là đều có đầy đủ hết. Anh em cần cái gì cần liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.